Rất hân hạnh được gặp lại các bạn trong bài tiếp theo của chương 3, mô tả một biểu đồ dạng bản đồ, Maps. Trong bài này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách làm sao để chia đoạn, để đọc dễ hiểu, cũng như cách liên kết câu để nghe cho nó mượt mà các bạn nha. Cách chia đoạn và liên kết câu. Vậy thì cách chia đoạn, chúng ta có hai cách. Một là chia theo khu vực, nghĩa là các bạn sẽ nói những phần ở phía Bắc trước, rồi những phần phía Nam, những phần phía Tây, những phần phía Đông. Các bạn nói theo vùng như vậy. Và có thể theo chiều kim đồng hồ, chẳng hạn như là Bắc. Bắc xong rồi là đến Đông, xong rồi đến Nam, xong rồi đến Tây. Theo đúng chiều kim đồng hồ, đúng không các bạn? Đó là một thứ tự logic để người đọc dễ theo dõi. Hoặc không thì các bạn có thể chia đoạn theo vật thể. Tức là cây cối, chúng ta sẽ nói hết tất cả những chỗ nào có cây cối, ta nói hết. Công trình. Tất cả những chỗ nào có công trình ta nói hết. Và cuối cùng ta sẽ nói đường xá riêng các bạn ha. Rồi, cách liên kết câu thì như nào? Thường chúng ta sẽ liên kết câu bằng cách đổi vị trí lên đầu câu. Tôi nói ví dụ, there was a farm in the northwest of the village. Thì bây giờ ta đổi lại là in the northwest of the village there was a farm. Rồi câu sau cũng bắt đầu bằng một vị trí như thế, thì những cái vị trí đó vừa thể hiện vị trí mà vừa là trạng ngữ để liên kết các câu với nhau luôn. Thì đó là cách dễ nhất để chúng ta có thể liên kết câu trong một đoạn. Nếu như các bạn mô tả theo vật thể đó, thì chúng ta sẽ sử dụng những từ như là when it comes to, regarding, as regards và rất nhiều những từ như vậy nữa. Các bạn có thể xem lại những bài trước của chúng tôi. Tôi đã có một cái slide hướng dẫn các bạn tất cả những cái từ dùng để chuyển đoạn như thế nha. Chẳng hạn như là when it comes to buildings, when it comes to trees, hoặc là regarding transportation các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm một ví dụ như sau. Chẳng hạn tôi có hai biểu đồ như thế này đây. Vậy thì chúng ta sẽ miêu tả như thế nào? Đầu tiên tôi xét về biểu đồ năm 1950 trước. Và tôi sẽ đi từng nơi. Thí dụ tôi đi miền Bắc trước, xong rồi tới miền Đông, rồi tới miền Nam, rồi tới miền Tây nha các bạn. Đầu tiên, in the north, there were many trees. Rất dễ đúng không các bạn? In the north, there were many trees. Đấy, tôi đã chuyển vị trí lên đầu câu như thế này đây. Rồi, tiếp theo là ở phía Đông. In the east, across the river, there was a farm and several trees. Được không các bạn? Ở phía đông, bên kia con sông, ở đây các bạn đã thấy cách tôi dùng từ across the river, thấy chưa? Và mình cũng không chỉ dùng một cụm từ chỉ vị trí mà hai cụm từ chỉ vị trí luôn. Đưa vị trí lên đầu câu như thế các bạn ha. Rồi tiếp theo, in the south, there was a farm and a few houses. Thấy chưa các bạn? Rất đơn giản, những câu này các bạn đều được học hết rồi. Rồi, in the west, across the river, was another farm. Ở đây có hơi đảo ngữ một tí xíu các bạn ha. Nhưng mà cũng, các bạn nếu mà không hiểu cách dùng ở đây thì cũng không sao. Các bạn cứ sử dụng there was a farm cũng được, không có gì sai cả. Rồi, tiếp theo, cũng cái farm này. To the north of the farm, là về phía bắc của cái nông trại. Thì there were some more houses. Thêm một vài ngôi nhà nữa. Vậy thì các bạn thấy ha, tôi đã sử dụng từ to the north. To the north. Các bạn thấy chưa? Rồi. Các bạn nếu mà không phân biệt được to the north và in the north thì các bạn có thể xem lại bài mô tả vị trí nha. Và đấy là các bạn nhận thấy tất cả những vị trí tôi đã đưa lên đầu hết rồi. Và đó là cách để chúng ta liên kết câu đấy các bạn. Rồi, cách thứ hai đó là tôi sẽ mô tả theo nhóm đối tượng. Bởi vì như các bạn thấy, khi muốn mô tả những con đường như thế này thì làm sao mình có thể gom nó về một vị trí được các bạn? Bởi vì con đường nó kéo dài từ vùng này qua vùng khác. Làm sao mình gom nó về một nơi nhất định được? Thì lúc đó tôi sẽ sử dụng in terms of traffic. Về mặt giao thông các bạn ha. There was a path connecting the northwest and the southeast of the village. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, đó chính là cách để mô tả riêng về nhóm đối tượng.
Chẳng hạn như nhìn qua cái biểu đồ năm 1000, xin lỗi, năm 2000 như thế này, thì tôi cũng có thể ghi một câu tương tự như vậy, bởi vì những con đường này nó không có thể chia theo vùng được các bạn, cho nên tôi sẽ ghi regarding transportation. The path had been upgraded to a road. Các bạn thấy chưa? Khi nói về việc đi lại thì con đường cũ đã được nâng cấp thành một con đường nhựa như thế này đây ha. Rồi. Furthermore, thêm vào đó, there was another road extended along the river connecting the northeast and the southwest of the village. Câu này chắc các bạn đã quá quen rồi đúng không ạ? Ở đây tôi chỉ muốn giới thiệu cho các bạn cái cụm từ đó là furthermore, là hơn thế nữa, thêm vào nữa để các bạn thêm ý vào thôi. Đấy, vậy các bạn nhìn chung là các bạn có hiểu được cách để mà mình chia đoạn và mình nói về những cái đối tượng của mình như thế nào rồi đúng không ạ? Rồi, tóm lại các bạn nhớ, trong khi làm một biểu đồ dạng map thì các bạn sẽ chia theo khu vực Bắc, Đông, Nam, Tây, hoặc chia theo đối tượng vật thể, cây cối nói hết, xong rồi đến nhà cửa nói hết, xong rồi đến đường xá. Các bạn thấy chưa? Rồi mình liên kết câu thì mình có thể đặt vị trí ở đầu câu, hoặc là sử dụng những từ như là when it comes to, regarding, as regards, được chưa các bạn? Hoặc là thêm một cụm từ đặc biệt nữa, đó là looking further. À xin lỗi các bạn, looking farther to the south. À, nghĩa là nhìn xa hơn về phía nam, nhìn xa hơn về phía tây, nhìn xa hơn về phía bắc, khi mà các bạn muốn hướng mắt của các bạn, độc giả nhìn theo các bạn. Rồi, đó là kết thúc bài học về chia đoạn liên kết câu. Trong bài tiếp theo nữa, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách viết mở bài cũng như là cách giới thiệu tổng quan khi các bạn gặp một bài biểu đồ dạng bản đồ. Xin chào tạm biệt.